Bán hàng là một nghệ thuật và người bán hàng là một nghệ sĩ. Đó là câu nói rất quen thuộc của những người làm sales, làm tư vấn bán hàng. Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn nói với bạn rằng bán hàng không chỉ là nghệ thuật mà nó còn là khoa học. Và đằng sau những cuốn sách hướng dẫn bán hàng, những công trình nghiên cứu về tâm lý người tiêu dùng được thực hiện bởi các chuyên gia khoa học trên thế giới là hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm nỗ lực của những con người cố gắng đi tìm lời giải đáp cho cách thuyết phục khách hàng nói yes, nói đồng ý khi mua hàng. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn 6 nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật thuyết phục trong bán hàng. Đây là kết quả của những dự án nghiên cứu lớn trên thế giới, đặc biệt là của giáo sư Robert Cialdini. Tôi không phải là người nghĩ ra những điều này, tôi đã học được và hôm nay tôi sẽ chia sẻ lại với bạn. Nói tới nghệ thuật bán hàng thì chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ tới việc thuyết phục khách hàng mua sản phẩm và dịch vụ được chào bán. Tuy nhiên, có một sự thật thế này. Không phải ai cũng có khả năng thuyết phục và không phải ai cũng biết cách thuyết phục khách hàng. Thế nhưng, tôi có một tin vui cho bạn, đó là 6 nguyên lý sau đây sẽ giúp cho bạn trở thành những người thương thuyết hiệu quả. Và nếu như bạn áp dụng một cách phù hợp thì kết quả bán hàng của bạn chắc chắn sẽ nhân 5, nhân 10. Nguyên tắc thứ nhất trong thuyết phục người khác, đó là nguyên tắc có qua có lại, Principle of Reciprocity. Nói một cách đơn giản thì con người luôn cảm thấy có trách nhiệm phải đáp trả lại những hành động tích cực mà họ nhận được từ người khác. Mà trong thành ngữ Việt Nam có câu đó là có qua, có lại. Nếu như người nào đó mời bạn đi ăn tối chẳng hạn, bạn sẽ cảm thấy cần phải mời ngược lại họ một buổi khác để đáp lại hành động lịch thiệp này. Đơn giản chỉ có vậy, ai cũng hiểu. Nhưng nếu bạn áp dụng nguyên tắc này vào trong kinh doanh, trong bán hàng và trong marketing thì có thể mang lại kết quả rất lớn. Tôi lấy ví dụ đơn giản. Có một thử nghiệm được đưa ra cho các khách tới ăn tối tại một nhà hàng như thế này. Tại đây nhân viên được yêu cầu khi mang hóa đơn tính tiền ra cho khách thực hiện một trong hai việc sau đây. Một, đó là mang ra hóa đơn cho khách hàng như bình thường. Và hai, đó là mang hóa đơn nhưng có kèm theo một viên kẹo bạc hà tặng cho khách. Kết quả là chỉ với một viên kẹo bạc hà duy nhất đó thôi, nhưng mà số tiền tip, tiền boa mà nhân viên nhận lại được tăng thêm 3%. Tuy nhiên, nếu như khách hàng được tặng 2 viên kẹo thì số tiền tip đó không chỉ tăng gấp đôi mà là gấp 4 lần, tăng thêm 14% so với việc khách hàng không được nhận viên kẹo bạc hà. Một ví dụ khác cho việc áp dụng kỹ thuật này đó là cách các công ty cho khách hàng của mình dùng thử hàng miễn phí. Ví dụ như là Casper thì bán nệm hoặc là một số sản phẩm điện tử của mình cho phép khách hàng dùng thử 100 ngày. Kết quả là doanh số bán hàng tăng chóng mặt. Như vậy, điều mà bạn có thể học hỏi từ nguyên tắc có qua có lại này là gì? Đó là hãy luôn là người cho đi trước và bạn sẽ nhận lại những món quà bất ngờ cho hành động đó. Nguyên tắc thứ hai, sự khan hiếm, Principle of Scarcity. Một cách ngắn gọn thì nguyên tắc này nói rằng con người có xu hướng khát khao được sở hữu những thứ mà họ khó có thể đạt được hơn là những thứ mà họ có thể lấy được một cách dễ dàng. Điều này thì chắc chắn bạn sẽ có thể dễ dàng hình dung bởi vì bạn nhìn thấy nó hàng ngày. Các công ty hiện nay thì áp dụng phương pháp này rất phổ biến trong nhiều lĩnh vực và mặt hàng khác nhau. Ví dụ, các cửa hàng thời trang thường đưa ra các chương trình giới thiệu mẫu mã đặc biệt với một số lượng giới hạn. Chỉ 1.000 khách hàng đầu tiên có cơ hội được sở hữu thiết kế túi độc đáo cho năm 2020 chẳng hạn. Hoặc là các tác giả khi phát hành sách của mình thì chỉ xuất bản với một số lượng có hạn trong từng đợt phát hành. Tất cả để tạo ra cảm giác khan hiếm và thúc giục người mua nhanh tay sở hữu những sản phẩm đó. Vậy thì bạn có thể áp dụng nguyên tắc này trong đời sống và trong kinh doanh như thế nào? Đó là hãy đưa vào yếu tố khan hiếm, có thể dưới nhiều hình thức khác nhau để khuyến khích khách hàng hoặc là đối phương nhanh chóng thực hiện một hành động nào đó như bạn mong muốn. Ví dụ, hiện nay khách hàng đặt hẹn cho dịch vụ mới này rất nhiều. Em có một khách hàng hẹn gặp ngày mai nhưng mà mới báo hủy vì bận việc gia đình. Em có thể tới gặp chị ngay ngày mai luôn được ạ. Mấy giờ thì tiện cho chị ạ. Nguyên tắc thứ ba, nguyên tắc của quyền lực, Principle of Authority. Nói một cách ngắn gọn thì nguyên tắc này nói rằng con người có xu hướng nghe theo, làm theo hoặc là tuân theo sự dẫn dắt, hướng dẫn của những người có uy tín, có địa vị, có tầm ảnh hưởng hoặc là các chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó. Điều này có lẽ là kết quả của sự phát triển trong văn hóa phân chia tầng lớp địa vị của con người. Chính vì lý do đó mà chúng ta luôn có xu hướng yên tâm, tin tưởng hơn khi có sự xuất hiện của những người đại diện cho chuyên môn hoặc là của quyền lực. Ví dụ đơn giản trong đời sống hàng ngày để bạn dễ hình dung. Khi ra đường, có rất nhiều người sẵn sàng đậu xe bừa bãi không đúng nơi quy định.
Tuy nhiên chỉ cần có bóng dáng của những người làm nhiệm vụ quản lý trật tự hoặc là cảnh sát thì mọi thứ sẽ đâu vào đó. Hoặc là khi bạn tới bệnh viện chẳng hạn, bác sĩ nói bạn làm gì thì bạn sẽ tuân thủ chính xác 100% bởi vì bạn biết đó là những người có chuyên môn. Trong kinh doanh có rất nhiều công ty cũng đang áp dụng nguyên tắc này trong hoạt động quảng cáo của mình. Ví dụ, bạn chắc chắn đã xem nhiều quảng cáo bột giặt của các thương hiệu như là Tide, Omo v.v. Nếu bạn để ý thì trong các đoạn video quảng cáo sản phẩm luôn có một phần nói về việc sản phẩm được đánh giá cao bởi các tổ chức chuyên nghiệp và đi kèm theo đó là hình ảnh của những chuyên gia nghiên cứu mặc áo blue trắng đang làm việc trong các phòng thí nghiệm. Hay là quảng cáo của các sản phẩm y tế luôn kèm theo hình ảnh và chú thích về sản phẩm đã được kiểm định và phê duyệt bởi Bộ Y tế và các cơ quan chức năng khác. Tất cả những điều đó để tạo ra cảm giác an toàn cho người tiêu dùng bởi vì khách hàng tin tưởng hơn vào những tổ chức chuyên môn đó. Vậy thì cách bạn áp dụng nguyên tắc này trong cuộc sống và trong kinh doanh như thế nào? Hãy làm nổi bật những yếu tố có khả năng tạo ra sự tin tưởng cho khách hàng của mình. Ví dụ, bằng cấp của bạn, giấy tờ chứng nhận hoặc là số năm kinh nghiệm của bạn, 10 năm, 20 năm kinh nghiệm trong nghề, kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn danh tiếng toàn cầu v.v. Tất cả những yếu tố đó để chứng tỏ rằng bạn, sản phẩm của bạn là đáng tin cậy. Nguyên tắc thứ tư, nguyên tắc đồng nhất, nhất quán, Principle of Consistency. Đây là nguyên tắc nói về hành vi của con người, đó là con người nói chung và khách hàng nói riêng có xu hướng duy trì sự đồng nhất của mình với những điều mà họ đã nói hoặc là làm trước đó. Ví dụ để bạn dễ hình dung, đó là nếu như bạn đã đưa ra một tuyên bố nào đó trên Facebook chẳng hạn, thì khả năng cao là bạn sẽ thực hiện những hành động đó. Có hai lý do cho việc này được giải thích bởi các nhà tâm lý học như thế này. Thứ nhất, về mặt cá nhân, thì khi chúng ta thực hiện hành động mà không đồng nhất với lời nói, thì chúng ta sẽ cảm thấy có sự không thoải mái và con người muốn tránh cảm giác đó. Và thứ hai, về mặt xã hội, chúng ta sợ bị đánh giá về hành vi của mình bởi những người xung quanh, cho nên chúng ta sẽ cố gắng giữ đúng lời nói của mình. Nào, vậy thì bạn có thể áp dụng nguyên tắc này trong kinh doanh như thế nào? Có một kỹ thuật được sử dụng rất phổ biến, gọi là foot in the door, mà tôi tạm dịch đó là thò một chân qua cửa. Khi bạn có thể khiến khách hàng thực hiện một hành động nhỏ nào đó, thì họ sẽ có xu hướng thực hiện những hành động tiếp theo lớn hơn mà bạn yêu cầu. Ví dụ, các công ty phần mềm, đặc biệt là game online chẳng hạn, cho phép người chơi sử dụng phần mềm của mình miễn phí hoặc là chơi game miễn phí. Tuy nhiên, để có thể sử dụng toàn bộ các tính năng thì khách hàng sẽ phải trả thêm tiền. Hoặc là đối với những người làm sales thì cách áp dụng là đưa ra những câu hỏi đơn giản và có khả năng khiến cho khách hàng đồng tình với mình. Và qua những chuỗi những cái câu hỏi, câu trả lời đồng tình yes nho nhỏ đó thì khách hàng sẽ có khả năng mua hàng, khả năng chốt sales cao hơn. Nguyên tắc thứ 5, sự yêu thích, Principle of Liking. Nguyên tắc này rất dễ hiểu, chúng ta có xu hướng đồng ý với những người mà chúng ta thích. Chính vì vậy mà mới có câu nói, khách hàng mua từ người bán hàng mà họ thích. Nhưng làm thế nào để cho khách hàng thích bạn? Các nhà khoa học đã xác nhận rằng có 3 yếu tố trong nghệ thuật thuyết phục khiến bạn thích một ai đó. Một là chúng ta thích những ai giống mình, ví dụ như là cùng một style, cùng một tính cách, một sở thích hay là cùng một tín ngưỡng. Thứ hai, chúng ta thích những ai khen ngợi mình, ví dụ như tôi rất thích bạn nào mà khen mình đẹp trai chẳng hạn. Thứ ba, chúng ta thích những ai có thể hợp tác với mình để đạt được một mục tiêu chung. Ví dụ, tôi thích bạn nào nhấn like, subscribe channel Coach Duy Nguyễn trên YouTube và Facebook để những kiến thức như thế này lan tỏa tới nhiều người hơn. Nào, vậy thì bạn áp dụng nguyên tắc này như thế nào trong kinh doanh? Bạn có thể thực hiện các kỹ thuật sau đây để giúp cho bạn tạo ra thiện cảm với khách hàng. Về mặt hình thức, nếu bạn trực tiếp bán hàng cho khách, hãy điều chỉnh lại style của mình cho tương đồng với khách hàng. Khách hàng muốn mua sản phẩm thời trang từ những người có gu thời trang giống họ. Hoặc nếu bạn làm việc với khách hàng cao cấp thì hình thức của bạn cũng không được phép quá xuề xòa. Về mặt tư tưởng, nếu như bạn tìm hiểu thật kỹ về khách hàng của mình, hiểu được họ thích gì thì bạn sẽ chiếm được cảm tình của họ nếu như bạn có chung một sở thích với khách. Đó là lý do vì sao mà rất nhiều hợp đồng được ký tại sân golf, trên bàn nhậu, trong phòng spa v.v. thay vì là tại phòng làm việc. Ngoài ra, hãy khéo léo khen ngợi khách hàng để có được cảm tình từ họ. Nào, khen người khác cũng cần phải học, nếu không thì sẽ dễ bị hiểu lầm thành nịnh hót hoặc là tán tỉnh, đặc biệt là khi bạn khen người khác giới. Tôi sẽ có một video để hướng dẫn bạn cách khen người khác một cách hiệu quả. Có rất nhiều thứ bạn cần phải học, phải hiểu về tâm lý của con người trong nghề sales. Và sau cùng, nguyên tắc thứ 6, sự chấp thuận của xã hội, Principle of Consensus, hay còn gọi là Social Proof. Nào, nguyên tắc này nói rằng chúng ta có xu hướng đưa ra quyết định về những gì mình không chắc chắn
bằng cách theo dõi hành vi của những người xung quanh. Ví dụ, nếu như bạn tới một khu ẩm thực, một khu ăn uống lần đầu tiên, bạn không chắc rằng cửa hàng nào ăn ngon chẳng hạn. Vậy thì bạn sẽ có xu hướng nhìn xem, nhìn quanh xem là cửa hàng nào đông hơn để vào đó ăn. Bởi vì điều đó có nghĩa rằng đồ ăn ở đó được nhiều người thích, được nhiều người chấp nhận. Điều này chắc chắn bạn có thể dễ dàng liên hệ trong cuộc sống của mình. Bạn sẽ tin vào những thông tin từ những chuyên gia có số người theo dõi nhiều, follower nhiều. Bạn mua hàng từ những gian hàng online có nhiều đánh giá 5 sao hơn, vân vân. Chúng ta tuân theo quy tắc hành vi này hàng ngày mà không nhận ra điều đó. Vậy thì làm thế nào để bạn áp dụng nguyên tắc này trong cuộc sống và trong hoạt động kinh doanh của mình? Hãy cho khách hàng thấy rằng sản phẩm của bạn rất được ưa chuộng một cách rộng rãi. Ví dụ, thay vì giới thiệu với khách hàng rằng đây là một mẫu áo mới ra cho năm nay, thì hãy bổ sung vào trong lời giới thiệu của mình như thế này. Đây là mẫu áo mới ra cho năm nay, rất nhiều khách hàng đang tìm mua mẫu này và hàng nhập về bán không kịp. Hoặc là các quảng cáo trên Facebook mà có nhiều comment thì sẽ thu hút được sự chú ý hơn và có khả năng ra đơn hàng cao hơn. Đó chính là nguyên tắc thứ 6 của nghệ thuật thuyết phục mà bạn có thể áp dụng trong bán hàng. Vừa rồi là 6 nguyên tắc trong thuyết phục khách hàng. 1. Có qua có lại. 2. Sự khan hiếm. 3. Quyền lực. 4. Sự nhất quán. 5. Sự yêu thích. Và 6. Là sự chấp thuận của xã hội. Chúng ta sẽ nói tiếp về các kỹ năng bán hàng và marketing hiệu quả khác trong các video tiếp theo để giúp bạn nâng cao chất lượng công việc hàng ngày của mình. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ những kiến thức như thế này, thì hãy subscribe channel Coach Duy Nguyễn, chọn chuông thông báo để được thông báo về những video mới nhất. Tôi biết có rất nhiều vấn đề bạn muốn biết để giúp ích cho công việc hiện tại của mình. Vì vậy, hãy comment câu hỏi của bạn vào phía dưới video này để tôi tư vấn cho bạn trong những video tiếp theo. Chúc bạn một ngày hiệu quả. Hẹn gặp lại. Xin chào.